vị trong về miền Cửu Long hôm nay. Đa dạng hóa cơ cấu cây trồng vật nuôi, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đang tập trung phát triển mô hình sản xuất chuối già Nam Mỹ theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm. Giá sàn là trái chuối là trên 100g trở lên đó là giá 8.000, còn dưới 100g thì giá sàn 5.000. Mùa mưa, nước ngập lên láng trên đồng là hè nước bắt đầu sinh sôi nảy nở. Người dân miền Tây cũng bắt đầu có thu nhập từ nguồn lợi trời cho này. Xin kính chào quý vị, tôi là Nga Quỳnh, rất vui khi được gặp lại quý vị trong khung giờ của chương trình Về miền Cửu Long. Chương trình đang được phát sóng trên kênh 7 truyền hình Quốc hội Việt Nam và chúng tôi mời quý vị bắt đầu chương trình với những tin tức đáng chú ý trong chuyên mục Cửu Long Du Ký. Thưa quý vị, sau hơn 2 năm vận hành, hệ thống thủy lợi Cái Lớn Cái Bé thuộc hai huyện An Biên và Châu Thành, tỉnh Kiên Giang cơ bản đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm ổn định nguồn nước, phục vụ tốt các mô hình sản xuất theo hệ sinh thái ngọt, ngọt lợ, luân phiên mặn lợ. Những cánh cửa van cổng Cái Lớn và Cái Bé nặng hàng trăm tấn được ví như bàn tay người khổng lồ, ngăn dòng biển mặn theo chiều lớn sâu vào nội đồng, điều tiết nguồn nước, giúp người dân thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp, từ chống đỡ sang chủ động kiểm soát. Thưa quý vị khán giả, ông bà ta có câu là nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống, có nghĩa là nước chính là yếu tố quan trọng đầu tiên trong nông nghiệp. Ở khu vực này thì cứ khoảng tháng 10, tháng 11 hàng năm thì thường xuyên bị xâm nhập mặn, khiến cho nguồn nước ngọt tưới tiêu bị hạn chế và việc canh tác không mang lại hiệu quả cao. Hơn nữa thì đây là vùng trũng nên khi bị xâm nhập mặn thì việc sổ phèn cũng sẽ rất lâu. Tuy nhiên, từ khi có sự ra đời của cụm cống Cái Lớn Cái Bé thì đời sống của người dân trở nên khấm khá hơn. Họ không phải lo toan về việc bị xâm nhập mặn, sản xuất thì giảm được chi phí mà lợi nhuận thì lại tăng cao. Và lúc này đứng bên cạnh quang trường đó là anh Nguyễn Văn Mạnh, là Phó trưởng phòng Quản lý và Khai thác Công trình của Công ty Thủy lợi Sài Gòn chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long. Không biết anh Mạnh có thể chia sẻ một cách khái quát, sơ lược về cụm công trình thủy lợi Cái Lớn Cái Bé này không ạ? Cụm công trình này nó bao gồm 3 cái cống lớn, đó là cống Cái Lớn, Cái Bé và cống Xẻo Rô. Nó hợp thành một cái cụm công trình có chức năng là điều tiết nguồn nước, phục vụ cho một cái vùng hưởng lợi lên tới 384.120 ha, trải dài trên 5 tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Sóc Trăng và Bạc Liêu. Nó bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2022 đến bây giờ thì nó đã giúp cái năng suất của bà con tăng cao hơn so với trước kia. Để vận hành cái công trình này nó sẽ mang một cái tính chất nhất quán, tạo thành một hệ thống khép kín thì nó mới kiểm soát được cái nguồn nước ở như phía bên trong. Chúng tôi còn có 15 cái trạm quan trắc giám sát cái chất lượng nguồn nước trong toàn bộ cái vùng hưởng lợi này. Nó thông báo về trung tâm điều hành để cái cán bộ vận hành có những cái quyết định phù hợp. Giới thiệu với quang trường, đây là khu vực vận hành của cán bộ vận hành. Chúng tôi có 3 cái cấp độ vận hành chính. Thứ nhất là vận hành tại những cái tủ điện nằm ngay ở dưới công trình, ngay ở các cái van cống. Cấp độ thứ hai là chúng tôi sẽ vận hành từ xa, ngay tại đây. Và một cấp độ thứ ba là vận hành từ xa qua Internet. Thì ở đây là cái chế độ mà vận hành từ xa qua nhà điều khiển. Có 2 cái phương pháp, một là vận hành hoàn toàn tự động, hai là vận hành bán tự động. Thì ở cái chế độ vận hành tự động ấy, thì cán bộ vận hành chỉ cần ấn một nút thôi. Và ở cái chế độ mà vận hành mà bán tự động ấy, cán bộ vận hành sẽ thao tác từng bước một, bao gồm là nâng cửa như thế nào, rồi mở chốt như thế nào, rồi hạ cửa như thế nào, và mình giám sát nó cho tới khi mà nó hạ hoàn toàn. Trước mặt quang trường đây là cái bảng thông báo các cái trạng thái của công trình khi vận hành. Thì ở đây mình có những cái trạng thái về lỗi nè. Khi mà hệ thống ở dưới kia nó có lỗi thì nó báo về đây. Cán bộ và vận hành ở đây sẽ thông báo bằng bộ đàm cho những cái cán bộ trực, các anh ở dưới đấy sẽ chủ động kiểm tra, khắc phục và dì xét lỗi. Giới thiệu với quang trường, đây là cái tòa tháp T7, là cái tòa tháp cao nhất trong cụm công trình của mình. Có một cái điều thú vị đó là cái điểm phân danh giữa hai huyện Châu Thành
và An Biên, nó cũng là hai cái huyện mà hưởng lợi khá là nhiều của cho cái công trình này. Vâng, có thể nói là khi mà đứng từ đây nhìn xuống dưới thì thực sự là khung cảnh thực sự rất là hùng vĩ và rất đẹp thưa quý vị. Những cái lần mà xảy ra những đợt xâm nhập mặn, hạn mặn thì không biết là cái việc xử lý, vận hành để đảm bảo cho nguồn nước tại khu vực này cũng như là các khu vực lân cận được an toàn để đảm bảo được cái việc tưới tiêu thì nó được diễn ra như thế nào thưa anh Mạnh? Năm 2024 là một năm mà có sự xâm nhập mặn nó khá là gay gắt. Cái mặn từ phía biển Tây nó xâm nhập vào ấy, mình cũng không hoàn toàn kiểm soát được nó. Nhưng mà nhờ các cái công trình này mình có những cái vận hành phù hợp mà mình kéo rút mặn ra thì cái sự xâm nhập mặn vào sâu ấy, nó cũng không gây quá nhiều những cái thiệt hại. Cảm ơn anh Mạnh rất là nhiều vì những cái chia sẻ của anh về cụm công trình thủy lợi có thể nói là đặc biệt như thế này. Một lần nữa cảm ơn anh Mạnh rất nhiều. Qua hơn 3 năm vận hành, công trình thủy lợi Cái Lớn Cái Bé không chỉ mang lại lợi ích cho người dân mà còn góp phần thay đổi bộ mặt của cả vùng. Ở địa phương này trước đây là chủ yếu là làm lúa hai vụ. Đó, nhưng mà sau khi có cái cống là người ta chuyển đổi, người ta trồng chặt đồ được, với ta chuyển qua lúa tôm rồi đó. Bản thân mình trồng khóm rồi thì nó hiệu quả là rất là cao so với trước đây nhiều, so với trồng lúa là im hơn nhiều. Cái hệ thống công trình này cũng đã làm tốt cái công tác kiểm soát mặn ngọt lợ cho tất cả các vùng sản xuất. Chúng tôi có xây dựng các cái mô hình sinh kế, thì qua đánh giá của cơ quan chuyên môn cũng như cái tổng kết đánh giá của mô hình thì thấy rõ là cái hiệu quả và nâng cao chất lượng của các mô hình này. Đối với cái hệ thống công trình này có đầu tư cái hệ thống giao thông đồng bộ trên tất cả các cái địa phương thì đã góp phần cho phát triển kinh tế xã hội của 7 huyện trong vùng hưởng lợi. Thưa quý vị, hệ thống thủy lợi Cái Lớn Cái Bé hiện đang là cụm cống lớn nhất tại Việt Nam hiện nay với chức năng quản lý các nguồn nước ngọt, nước mặn cũng như nước lợ để tạo điều kiện sản xuất ổn định và bền vững cho các mô hình sản xuất theo hệ sinh thái tương ứng. Và không chỉ ở tỉnh Kiên Giang mà một số tỉnh thành lân cận như là Hậu Giang, Bạc Liêu cũng như Cà Mau cũng được hưởng lợi từ công trình này. Và kết hợp với tuyến đê biển Tây sẽ tạo thành cụm công trình chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, phòng chống thiên tai cũng như là giảm ngập úng. Chương trình xin phép được tiếp tục với những tin tức trong chuyên mục Năng Động Cửu Long. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 10, Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ cho biết, trong 2 ngày qua trên các sông rạch trên địa bàn, do ảnh hưởng của lũ thượng nguồn đổ về kết hợp với kỳ triều cường rằm tháng 9 âm lịch, nên mực nước lên cao có thể vượt mốc kỷ lục trong những ngày tới. Dự báo mực nước đỉnh triều trên các sông rạch thành phố Cần Thơ tiếp tục lên cao và vượt mức báo động 3 là 2 mét, bắt đầu từ ngày 16 tháng 10 và tiếp tục duy trì cho đến hết ngày 21 tháng 10. Thời gian xuất hiện mực nước đỉnh triều hàng ngày vào lúc 5 giờ đến 8 giờ và 17 giờ đến 20 giờ. Đây là đợt triều cường có đỉnh triều cao vượt mức báo động 3 từ 0,18 đến 0,28 mét, tức mực nước đỉnh triều từ 2,18 đến 2,28 mét. Để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của các đợt triều cường tháng 8, tháng 9 âm lịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị Đài Khí tượng Thủy văn thành phố theo dõi, cập nhật liên tục thông tin tình hình thời tiết, thủy văn, có dự báo sớm, kịp thời, chính xác mực nước đỉnh triều, diễn biến tình hình mưa lũ để các cơ quan và người dân biết, chủ động phòng chống, ứng phó. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, hẹ nước, một loại rau mọc trong tự nhiên và thường xuất hiện vào mùa mưa. Người dân miền Tây cũng bắt đầu có thu nhập từ nguồn lợi trời cho này, trung bình với giá từ 25.000 đồng một kg, giúp người dân có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Hẹ nước thường xuất hiện vào những tháng mùa mưa, bắt đầu từ tháng 6 âm lịch hàng năm. Trước đây, hẹ thường mọc nhiều trên những cánh đồng không trồng lúa, nên rất dễ nhổ. Còn hiện nay, do người dân ít bỏ đất trống nên hẹ nước thường mọc xen lẫn trong các ruộng lúa. Để hái được hẹ nước thì phải lội xuống ruộng, dùng tay tìm gốc hẹ, vũ bỏ bùn đất rồi nhổ lên cả bụi. Nhổ hẹ nước phải làm cho nhanh và nhẹ nhàng để hẹ không bị đứt và héo. Hiện nay hẹ nước được các tiểu thương thu mua với giá khoảng 25.000 đồng trên ký. Hẹ nước là loại cây mọc tự nhiên, gần gũi với người dân vùng nông thôn. Những năm gần đây hẹ nước trở thành món khoái khẩu trong các quán ăn hay trong bữa cơm gia đình của người dân phố thị. Hẹ nước thường được dùng để ăn sống, chấm với cá kho, thịt kho, đặc biệt là ăn kèm với lẩu mắm, món ăn quen thuộc của người miền Tây.
Để thực hiện mục tiêu đa dạng hóa cơ cấu cây trồng vật nuôi, hiện nay huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đang tập trung phát triển mô hình sản xuất chuối già Nam Mỹ theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm. Đây là giống chuối dễ trồng, phù hợp với mọi loại đất, đặc biệt là đất nhiễm phèn. Có kinh nghiệm gần 10 năm làm việc trong các chuỗi sản xuất nông nghiệp, nắm bắt được nguồn cung ứng chuối sạch tại các hệ thống bán lẻ của khu vực miền Tây có nhiều tiềm năng, anh Lê Vũ Lâm quyết định về quê hương Phụng Hiệp phát triển mô hình sản xuất chuối già Nam Mỹ theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm. Thì nắm bắt được cái thị trường là khi hồi xưa là dùng nguyên liệu sẽ nhập hàng từ vùng miền Đông về như vùng Đồng Nai, Bình Phước. Thì mình làm cho cái chuỗi chi nhánh đó, thấy được cái tiềm năng và cái tốn nhiều cái khâu vận chuyển để chuyển về miền Tây để ủ chuối. Thì mình mới phát động phong trào để trồng chuối phục vụ cho miền Tây. Hiện nay cơ sở sản xuất chuối Việt của anh Lâm đã phát triển được 40 hectare tại các vùng như Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng. Tham gia mô hình, nông dân sẽ được hỗ trợ chi phí khoảng 5 triệu đồng để mua con giống, phân bón ban đầu. Nông dân sẽ trả dần khi đến vụ thu hoạch. Toàn bộ sản lượng chuối làm ra sẽ được cơ sở thu mua với giá sàn thấp nhất 5.000 đồng 1 kg. Trước thì trồng hiện đại, còn sau cái đang chữa clip làm nó lên, nó nói mô hình trồng chuối Nam Mỹ này ngon lắm. Thì chú thấy vậy chú phát động trồng luôn. Mục tiêu là như giá sàn là mà trái chuối là trên 100 gram trở lên đó là giá 8.000. Còn dưới 100 gram thì giá sàn 5.000. Chuối già Nam Mỹ có thời gian từ trồng đến thu hoạch là khoảng 9 tháng. Là giống chuối cao sản chứa nhiều chất dinh dưỡng như kali, chất xơ, vitamin. Chuối ăn ngon nhất khi chín vàng, vị ngọt nhẹ, thơm ngon. Năng suất bình quân khoảng 70 đến 80 tấn chuối 1 hecta một năm. Doanh thu 400 đến 500 triệu đồng một hecta, lợi nhuận từ 200 đến 250 triệu đồng một hecta. Đây cũng là sản phẩm vừa được huyện Phụng Hiệp công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao trong năm 2023. Thưa quý vị, trong chuyên mục Ấm Tình của Lâm hôm nay, chúng tôi muốn kể cho quý vị nghe nhân vật về ông Lê Văn Triệt ở tại Vĩnh Long. Ông đã dùng toàn bộ mảnh đất của mình để làm nơi cư trú cho hàng chục ngàn loài chim. Người dân nơi đây gọi ông là ông Hai Triệt. Suốt gần 20 năm qua, ông miệt mài với công việc thầm lặng này của mình và ông còn là bà đỡ cho nhiều chim trời khi sinh sản. Và nội dung này cũng sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Trong lúc 2005 đến 6 đó thì cũng có vài trăm con vạc đâu mà nó đến tình cờ đâu nó lại ở vậy thôi. Thời gian sau chừng 5-7 năm sau, 10 năm sau đó, rồi cái có nhiều loài chim khác nó về nữa, như cũng như con cò trắng, rồi con cầm cọc, rồi kéo theo sau cùng gần đây thì con cò ốc. Nhưng mà nhiều người thấy tôi bưng cách sao cá này đem đổ dưới mương, người ta cười mình là nuôi bầy chim mà còn lại lỗi dưới sông để bắt cá cho nó ăn nữa. Nhưng mà mình thấy những con chim đi ăn đi về có nhiều con nó đi bữa thì nó gặp mồi thì nó no, rồi nhiều con về nó cũng đói lang thang đi lỉnh thởn vậy, mình cũng tội nghiệp nó, mình làm cho nó ăn vậy thôi. Theo chân của ông Hai Chìa đi vòng quanh khu vườn, chúng tôi thấy trên những cành cây đủng đỉnh san sát là những tổ chim, vang cả một góc vườn âm thanh của chim còng cọc, cò, vạc nghe rất vui tai. Ở góc độ phòng nông nghiệp thì chúng tôi thì cũng có dẫn các cái đoàn tới là tham quan nghiên cứu, thì nhiều các đơn vị cũng liên hệ để liên lạc để dẫn đoàn đi xuống gặp gỡ và để tuyên truyền thêm cho mọi người dân thấy rằng là cái việc bảo tồn này là để làm đa dạng sinh học và là cho rừng chim nó được phát triển và bảo tồn lâu dài. Cái tấm gương sáng mà cần phải được tuyên truyền để nhân rộng cho mọi người để noi theo, để làm sao là góp phần trong cái việc nâng cao cái nhận thức. Không ngại tuổi tác, thời tiết mưa hay nắng, ông Hai Chìa luôn âm thầm với công việc ý nghĩa này. Cứ thế mỗi độ chiều buông, đàn chim cò bay về vườn của ông rất đông để trú ngụ, tạo nên một khung cảnh tuyệt vời như ở những nơi bảo tồn động vật hoang dã. Và mỗi khi nhìn thấy đàn chim bay về, niềm vui tuổi già của lão nông ở Vĩnh Long lại càng quyết tâm bảo vệ đàn chim.